Đang coi thi thì phát hiện hành động lạ của học sinh, cô giáo cố nhịn cười, lén quay lại video. Đúng là chuyện hài có 102. Một giáo viên ở Trung Quốc trong quá trình dạy học đã không ít lần ghi lại những khoảnh khắc vô tri đến đáng yêu của các em học sinh. Từ kiểu khoảnh khắc giám sát các bạn đang làm bài kiểm tra. Khi đang coi thi, cô bỗng phát hiện hành động lạ của một nam sinh. Thông thường, khi gặp các câu hỏi khó, các em sẽ chọn cách tạm thời bỏ qua, làm câu dễ trước. Có em thì cố làm nốt bằng được. Tuy nhiên, trường hợp dưới đây lại có màn xử lý không giống ai, nhuốm đầy màu sắc tâm linh. Múa một phát ra đáp án quá đỉnh luôn. Gì đó? Như cậu bé này đang học lại phát hiện mình quá sức đẹp trai bá đạo, phải lấy ngay nắp chai nước ra làm gương soi. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, khấn vái tổ tiên tổ quan môn phù hộ cho mình nào. Anh em hoạn nạn có nhau, có ít tri thức chia cho người anh em nhá. Có anh em rít nhưng mà cũng có anh em rát này. Và 1001 thú vui trong giờ học của các cô cậu học trò nữa. Ôi giời ơi. Hồi đi học, các bạn có bài trò như thế này không? Chia sẻ với 8TV nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị.